Vào khoảng 13 giờ chiều nay, 22 tháng 4, trong quá trình sửa chữa dây chuyền nghiền đá ở nhà máy xi măng thuộc công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái, đã xảy ra tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, 3 công nhân khác bị thương. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an đã có mặt tại nhà máy xi măng trụ sở ở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái để phục vụ công tác điều tra. Nguyên nhân ban đầu được xác định là sự cố động cơ điện của máy nghiền, khi các công nhân chui vào trong lò quay để sửa chữa thì lò bất ngờ hoạt động khiến 7 người thiệt mạng. Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái có vốn điều lệ 118 tỷ đồng, hoạt động các lĩnh vực khai thác đá vôi, sản xuất xi măng, khai thác, chế biến kinh doanh và xuất khẩu khoáng sản, khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng, kinh doanh bất động sản, xây dựng công trình dân dụng, vận tải hàng hóa.